Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì tựa game thì hôm nay nó vừa update thêm một cái vật phẩm limited mới các bạn. Thì nó đổi màu thôi các bạn. Bây giờ là màu bubble các bạn ơi. Đấy. Thì dạo gần đây cái tựa game này nó update liên tục luôn các bạn. Dạo gần đây là 3 ngày liên tiếp, 3-4 ngày liên tiếp đây nó update liên tục luôn. Ngày nào cũng có các bạn. Cứ hack là nó sẽ update. Thì nhiệm vụ nó yêu cầu vẫn như vậy thôi các bạn. Vẫn là ở trong game 4 tiếng 20 phút nhá. 260 phút các bạn. Nên là các bạn AFK là 4 tiếng 20 phút nha các bạn. Bạn nào thích thì có thể vào treo lái nhé. Tại vì số lượng 3.000 stock ấy, thì vẫn còn khá nhiều, mới có một bạn lái à. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lái đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lái đồ tiếp theo.